nhỏ ngày đầu tới trường luôn. Dạ, hello. Xong rồi Covid ngày đầu các nhỏ tới trường. Hello các con. Bye, see you again. Mấy giờ rước? 5 giờ 15. Rồi, bye con. Đi học về nha. Cô mới đi học ngày đầu tiên về quay mặt ơi. Hello ba cái coi. Nay ngày mấy mới chơi? Ôi chị hai lâu nhà luôn, giỏi ha. Ngày 4 hả? 4 tháng 1 2022. Ba mới rước Jennifer về nha. Jennifer đi học ngày đầu tiên luôn đó nha. Mùa dịch là học online không, bữa nay là ngày đầu tiên tới trường đó. Vừa được mặc đồng phục nè, vừa tới trường nè, vừa gặp bạn nè. Từ đầu năm tới giờ học nguyên gần mà hết học kỳ 1 mà không có gặp bạn bè gì hết. Mới được tới trường gặp bạn nha, vui không con? Vậy cô với cô chủ nhiệm cô hiền không? Hiền to. Rồi giờ lên tắm đi, cũng ăn cơm. Goodbye, see you again. Là con giấy chân mẹ con có hồng mặt. Jennifer hả? Con có hồng mặt đi. Hôm nay ngày thứ hai đi học nha. Thứ hai đó là cá hồng mặt. Hôm nay mặc đồ thể dục nha. Mẹ đó. Hôm nay mặc đồ thể dục nha. Đi mẹ lên. Để lên chi? Một phải vô lớp gặp mấy bạn lắm hả? Hôm qua vô trễ. Hôm qua vô trễ là sao vô trễ? Ủa ai chậm chạp? Ba chậm chạp hay là con chậm chạp? Ủa sao kỳ vậy? Lẹ lên. Lẹ lên chi? Ba quay phim mà lẹ lên chi? Cái già đi học quá hả? Già ai già sẽ chắc bóc vậy? Nô tì nào già sẽ chắc bóc vậy? Nô tì nào đó nghe ơi. Ba hả? Nô tì ba hả? Từ nhỏ tới lớn nô tì ba già dài cho mấy đứa con á hả? Toàn là mang giày chắc không. Goodbye, see you again. Chị hai thấy em hơi đẹp quá, chị hai có vẻ ganh tị lắm á nha. Hôn chị hai cái cho chị hai bớt ganh tị đi. Chị hai bớt ganh tị nha chị hai ơi. Lên xe ba chở đi học. Đóng cửa lại. Lên xe. Mở cửa đi. Jennifer đã đi học ngày thứ hai về tới nhà. Jennifer mỏ chê. Ba quay tờ lơ luôn. Gảnh mà. Ba gảnh mà. Gặp vui không?
2022 nha các bạn. Jennifer đi học buổi thứ hai, có nghĩa là nửa năm trời dịch không có vô trường. Hôm nay là ngày vô trường lần thứ hai. Quay phim luôn làm kỷ niệm cho Jennifer. Đánh tắm đi rồi. Hey, hello Tommy.